Dạ, em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức. Mình xin kính chào quý khán giả xem kênh, quý mạnh thường quân trong ngoài nước. Lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì bây giờ là cũng là gần 7 giờ sáng rồi cô chú. Em mới vừa đến nhà lưu trú của em để em đưa cô hai ra xe để đưa cô xuống với bệnh viện ung bướu đường nơi Trang Long là hôm nay để xuống bác sĩ Hạn. Hôm vừa rồi là Kha điều trị đến ngày thứ sáu, là thứ bảy chủ nhật bác sĩ cho thuốc về nhà uống, xong rồi hôm nay là bác sĩ Hạn xuống nè cô chú. Bây giờ là bắt đầu là hai cô giáo em đưa cô xuống bệnh viện ung bướu để xem là trong hơn một tuần vừa qua bác sĩ trích lục lại cái hồ sơ bệnh án cũ của cô hai, mà trong cái thời gian cách đây hơn một tháng cô điều trị rồi sau đó là cô không còn đủ điều kiện, cô xin cam kết xin về nhà. Và em có sau đó một tháng em có đưa cô quay trở lại điều trị và nhập viện điều trị tại bệnh viện ung bướu. Thì hôm nay bác sĩ có hẹn xuống để xem cô cái liệu trình có đủ điều kiện điều trị như thế nào, rồi sau đó để là làm cái bộ hồ sơ chuyển viện cô về ung bướu 2, cơ sở 2 ở Thủ Đức để gần nhà lưu trú của em tiện cái việc chăm sóc cho cô. Thì cũng thưa đến quý cô chú anh chị, cách đây khoảng hơn một tuần cô có lên bệnh viện ung bướu khám thì cũng được một cô ở Long An đưa lên hỗ trợ được một ngày. Đến chiều thì gia đình cô có việc cô phải quay tới về quê làm giấy, thì hôm qua là cô có gọi điện thoại lên, cô nói là để sáng hôm nay cô lên bệnh viện ung bướu để cô đẩy xe cho cô hai đi điều trị trong bệnh viện. Thì không biết là giờ này cô có đến bệnh viện hay chưa. Thì bây giờ cũng là gần 7 giờ cô chú, em mời cô chú cùng em để em đẩy cô hai đi ra ngoài xe để bắt đầu là xuống bệnh viện ung bướu nha cô chú. Và em mời cô chú theo chân em. Giờ đi bệnh viện nha cô. Hồ sơ được nhé. Giờ đi ra xe. Dạ. Cô ấy đổ cho mắt giấy chưa? Cô hai thì không có tự đi đứng được cô chú. À, cô ở Long An thì bữa giờ lên đây cũng gần 10 ngày chứ cô. Dạ, gần 10 ngày ha. Rồi, bây giờ em lấy đồ đi xuống với bệnh viện. Dạ, em mời cô chú cùng theo chân em ạ. Dạ, giờ là em với cô hai xuống đến bệnh viện rồi cô chú. Thì em mới vào trong gặp bác sĩ. Bác sĩ hẹn 9 giờ đúng không cô? 9 giờ. Thì em đang ở trong không gian bệnh viện. Đây cô chú. Hai cô cháu đi ra ngoài chỗ băng ghế đá. Băng ghế đá bên hông bãi xe đây cô chú. Đây là bệnh viện đây. Giờ là hai cô cháu đang đi ra ngoài phía ngoài đang đi ra phía ngoài băng ghế đá để hai cô cháu ngồi trò chuyện. Em gửi cái video đến quý cô chú anh chị quý khán giả xem kênh. Dạ con chào cô hai nha. Thì bây giờ cũng chưa được 8 giờ cô hai ơi, mình phải chờ 1 tiếng nữa, hơn 1 tiếng nữa thì mới tới cái giờ hẹn. Cũng xin thưa đến cô chú anh chị, thì sáng hôm nay hai cô cháu xuống bệnh viện để cô hai điều trị để xem là nhận cái kết quả có xin chuyển về ung bướu 2 được không đó cô chú. Tại vì trước cô hai có điều trị ở đây, sau đó là cô không có điều kiện, cô đi về quê. Rồi bây giờ là nhờ bác sĩ trích lục cái hồ sơ. Thì cái bệnh viện ung bướu này thì cô hai nhập viện hôm nay cũng gần 10 ngày đúng không cô? Nhưng mà có cái là bệnh nhân thì không có được ở lại trong bệnh viện, sáng vào điều trị, chiều đi về, tất cả bệnh nhân nào cũng vậy.
Bây giờ là ở đây là ngồi rất đông nha cô chú. Nè, em zoom gần lại cô chú xem. Bệnh viện đây đông lắm, vậy là cô chú anh chị ngồi ngoài công viên rất là đông. À, con cũng hy vọng là hôm nay để lên bác sĩ hoàn tất cho cái hồ sơ đi về điều trị ung bướu 2 Thủ Đức đó cô hai. Cái tiện cái việc cô đi tới lui cũng dễ cái là tại vì cái vết thương của cô hai cô chú là đi đường xa nó động nó đau. Đó, cô hai cô ché kéo lên tại vì cô con coi thử hôm nay nó ra nước vàng dính ra cái khăn luôn nè cô chú. Ra nước vàng. Cô hai ở nhà cô đừng có bó lại cho nó khô hơn cô hai. Phải bó gì chứ. Nè, nó dính luôn nè cô chú. Đây là bị ung thư nha cô chú, ung thư xa cơm gói. Là không. Em ngồi với cô em không có chia sẻ được để xem không biết là cái liệu trình điều trị có cơ hội hay không. Cái đó là em sẽ chia sẻ cái video tiếp theo riêng với cô chú. Tại vì trước mặt cô thì nói sợ cô mất tinh thần. Quên đếm xe kia theo rồi. Em cũng xin thưa và xin tóm tắt lại câu chuyện của cô hai để gỡ đến quý khán giả mà mới xem cái video đầu tiên. Chưa có xem cái video trước đây đó cô chú, thì em cũng xin thưa lại để cô chú xem qua nắm được câu chuyện cô hai. Cô hai ở Long An, từ trước đến giờ là cô hai độc thân, không có chồng con. Cách đây cũng khoảng mấy năm rồi thì ba mẹ cô hai qua đời. Sau đó là cô hai đi ra ngoài thuê nhà ở một mình, rồi đi làm ô xin, rồi đi bán cơm. Thì không may thì đợt dịch thì cô hai cũng có dấu hiệu bệnh. Sau đó cũng đi lên trên bệnh viện khám rồi lấy thuốc chịu uống gì thôi đó cô chú. Thì cách đây khoảng hơn một tháng bệnh cô đổ nặng. Sau đó có xuống bệnh viện ung bướu để điều trị. Nhưng mà trong cái thời gian điều trị cô không còn đủ điều kiện. Cô xin bác sĩ cô cam kết cô đi về. Đi về khoảng một tháng thì em nhận được cái thông tin từ cô. Cô đó là cái cô vừa rồi là sư cô. Sư cô biết được hoàn cảnh của cô hai có gọi cho em. Thì cái nguyện vọng cô hai là chỉ là xin đi vào máy ấm thôi. Nhưng em xuống em thấy cái chỗ cái gói của cô hai đó có dấu hiệu bị ngoại tử. Thì em có đưa cô hai xuống với bệnh viện ung bướu để khám lại. Thì ngay sau khi khám là bác sĩ cho nhập viện. Và đến chiều ngày hôm đó thì có một cái kết quả rất là khủng khiếp cô chú. Cô hai bị ung thư xa cơm gói là ngay chỗ cái vết thương rồi luôn nè cô chú. Ung thư xa cơm gói. Thì sau đó là em cũng có nhờ bác sĩ để chích lục cái hồ sơ cũ để chuyển cô về ung bướu 2 ở Thủ Đức. Nhưng mà hiện nay là chưa có hoàn tất hồ sơ thì vẫn còn điều trị ở đây. Thì ngày hôm nay là xem cô có được xạ trị hay không thì em sẽ chia sẻ video tiếp theo. Thì bây giờ em bắt đầu em đón cái cô mở Long An lên để đẩy xe lăn. Đây đây cô đang đi trước mặt em đây. Mới vừa tới luôn hả cô? Con tưởng đâu cô ở dưới luôn này. Bữa giờ sợ quá trời. Cô này không có cho quay mặt. Con tưởng đâu là cô ở dưới luôn. Để đi kiếm xe. Bữa giờ về gần 10 ngày đó. Con tưởng đâu cô ở dưới luôn chết con này. Hên quá bữa nay lên. Lên ở lại luôn nha cô. Ở lại không cô? Cô ở lên cho coi lại không? Chưa biết. Nói chung bây giờ mình nhờ người ta giúp mình được ngày nào là mừng ngày đó là cô. Chứ mình đâu có thể nào mà cô còn công việc của cô đó nữa chứ. Chứ đâu thể nào mà ái được. Cô hai cái chân đi xe động đó cô chú, bây giờ là đang nhức. Chảy máu được sao được này không thấy nó nặng hơn được ở dưới quê ta. Hay là do đi động? Đi động hả cô ha? Thấy hồi trước ở dưới nó bị nó chỉ bầm. Nhưng mà giờ nó bị chảy máu luôn, xì mũ chảy máu nặng thôi. Con cũng là hy vọng là hôm nay cái hồ sơ mà bữa xét nghiệm tế bào của cô đó. Thì hy vọng là hôm nay cô đủ điều kiện để xạ trị. Gì hết cô hai, sẵn đây là con gỡ tiền lại cô luôn. Là cái sau khi mà con chia sẻ những cái video mà thời gian ở những cái tuần gầu đó cô hai. Thì được hai mạnh thường quân mà một mạnh thường quân đầu tiên là cái chị anh chị cá giống anh chị ta cái gì tên gì quên tiêu rồi ta cái gì nhàn quên này anh chị cá giống ở quận 2 đó có gửi cho cô hai 1 triệu mà video đầu tiên con có trao cô hai đó. Rồi thêm một mạnh thường quân giấu tên, cô mạnh thường quân giấu tên thì cô này cũng giúp chú Hậu á ở thành phố Hồ Chí Minh là gửi cô 3 triệu, là tổng cái số tiền mà hôm bữa giờ con nhận á là 4 triệu.
là con đã giao cô hai rồi, rồi qua ngày hôm sau cô hai gỡ lại cho con. Thì hôm nay là con gỡ lại cô hai để cái gì, một hồi cô hai thanh toán cái tiền, ví dụ mà có tạm ứng gì đó, có gì cô hai cứ báo cho con hay ha. Vậy con gỡ lại cô hai chờ con tí. Rồi giờ là con gỡ cô hai lại 4 triệu của cô hai hôm bữa ra cô Mạnh Thường Quân cho cô hai đó, rồi cô hai dặn xong rồi gỡ lại con đó. Cô hai đếm đi giùm con đi, đủ chưa? Rồi bây giờ hai cô cháu mình ngồi đây trò chuyện tí đi cô, chứ bây giờ đi vào trong cái sảnh bệnh viện thì cũng chưa tới giờ đó, tại cái lịch hẹn của cô hai là 9 giờ thì vào đó thì nó ngộp ngạt thêm. Hai cô cháu mình ngồi bên này trò chuyện. Cô hai ơi, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ nhận được cái kết quả mà xét nghiệm cái tế bào mà cái ung thư sa cơm gối của cô hai, để xem cái hướng điều trị như thế nào và trích lục lại cái bộ hồ sơ cũ mà cách đây hơn một tháng cô hai có điều trị. Cô hai có cái lời gì chia sẻ trước khi mình vào trong để mình điều trị không ạ? À? Cô hai rất là mừng là được Mạnh Thường Quân cho cô hai 4.20 triệu. Rồi bây giờ vô với để mà chưa vô coi hồ sơ. Cô hai nói to giùm con đi. Xạ trị rồi coi viện phí đóng như thế nào nữa. Bước tiếp theo bạn là xạ trị á. Dạ. Nếu mà không xạ trị là bác sĩ nói là phải cưa cái giò tháo khớp. Bác sĩ cưa vô. Cô hai nói to giùm con cô hai. Xạ trị á, điều trị tiếp á, cô hai cũng rất cần để mà có chi phí á, bạn mà để điều trị bạn tiếp theo. Tại vì xạ trị rồi bác sĩ nói xạ trị trong vòng 3 tuần lận, những chi phí cũng rất là nhiều. Mà nếu không xạ trị là không được, dạ. Không được tốt. Dạ. Dạ. Rồi qua đây thì cô hai cũng như lời chú Phúc, lời chú Phúc giúp đỡ dùng cho cô hai, đặng cô hai có kinh phí á, dạ. Đặng cô hai xả trị. Dạ. Thì vậy hay cô hai, những cái video đầu tiên thì con cũng ngay cái lần đầu tiên mà con gặp cô ở cái Long An mà cái chỗ mà cô ở nhờ cái hầm xe của cái anh ở địa phương ở Long An đó, thì con cũng có chia sẻ trên video của hai rồi. Con như nói là con là anh em đó là nhịp cầu nối, là hy vọng khi mà chia sẻ cái video được lan tỏa đến quý khán giả xem kênh Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, để cùng chung tay với mấy anh em con chia sẻ tình yêu thương cho cô hai có một cái tia hy vọng để có thêm cái chi phí điều trị xạ trị những ngày tiếp theo cái căn bệnh ung thư sa cơm gối của cô hai. Còn về được mình được trợ duyên như thế nào đó thì con không dám hứa, những cái video đầu con cũng nói cô hai rồi, chứ đôi khi con sẽ chia sẻ cái video con gắt sợ một cái chỗ là khi hoàn cảnh nghĩ là khi chia sẻ cái video đó là sẽ theo được cái ý nguyện của mình, nên là con không dám hứa điều đó nha cô hai. Lúc nào anh em con chia sẻ thì anh em con cũng cầu nguyện được cái video lan tỏa đến người quến Quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả xem kênh, để cùng chung tay cùng anh em con. Tại vì anh em của con là chỉ là nhịp cầu nối thứ nhất. Cái thứ hai, anh em con hỗ trợ cho hoàn cảnh được những gì là trong cái khả năng và cái điều kiện riêng của anh em con, thì anh em con hỗ trợ được thì anh em hỗ trợ, chứ anh em con không có dám hứa là khi chia sẻ cái câu chuyện cái hoàn cảnh đó là sẽ tất cả sẽ là hoàn hảo và tốt nhất, là anh em con không dám hứa. Thì lúc nào anh em con cũng cần cái việc là cái điều tốt, chứ không phải là không cần, nhưng mà đôi khi cũng là tùy theo cái duyên của mình đến với Mạnh Thường Quân đó cô hai. Thì qua video ngày hôm nay con cũng là một lần nữa con cầu nguyện cái video được lan tỏa đến với Mạnh Thường Quân, để cùng chung tay cùng với con chia sẻ những phần yêu thương đến với cô hai nha cô hai ha. Rồi còn cái số tiền mà hôm bữa mà Mạnh Thường Quân cho cô hai đó, là hai Mạnh Thường Quân gửi ủng hộ cho cô hai 4 triệu, sau đó là qua ngày hôm sau cô hai gỡ lại cho con. Thì ngày hôm nay đi xuống bệnh viện để điều trị thì con cũng gỡ lại cho cô hai rồi ha. Dạ. Thì khi nào á mà con thí dụ nha cô hai, mà có Mạnh Thường Quân cùng chung tay đóng góp để hỗ trợ tiếp cô hai, thì con sẽ công khai, con trao lại cho cô hai, con sẽ ghi lại cái video con đăng công khai cho những ngày hôm nay, là để con trao tiếp cho cô hai nữa. Ví dụ là được Mạnh Thường Quân hỗ trợ, thì cũng có một cái chị Mạnh Thường Quân ở bên chị này ở bên Mỹ, thì hôm bữa chị có nói chuyện với con qua Weber, chị nói là để có gì là chị hỗ trợ cho cô hai. Nói chung là chị nói bữa nay cũng mấy ngày rồi,
nhưng mà cái khoản đó thì con chưa có nhận được, thì con nói cho cô Hai mừng, khi nào con nhận được là con sẽ gửi cho cô Hai nha cô Hai nha. À, không phải riêng hoàn cảnh của cô Hai và tất cả những hoàn cảnh của cô chú anh chị khác, khi con nhận cái khoản tiền từ Quý Mạnh Thường Quân có dặn con là gửi cho hoàn cảnh nào đó, thì con sẽ trao đúng cái hoàn cảnh mà Mạnh Thường Quân đang có nguyện vọng để hỗ trợ, con sẽ trao đúng đến tận tay và con ghi hình đăng công khai trên kênh Phúc Nhà Lưu Trú Thủ Đức. Tới đây thì cô Hai rất là sợ, bây dạ. giờ không ngủ được, sợ mà kêu đứng tiền á, rồi cô Hai không có khả năng. Cô to to giùm con. Cô Hai không có khả năng để đóng diễn kế tiếp á, mà đau nhức quá rồi. Mà hôm nay tới cái ngày để mà vô mà biết kết quả đó, cô Hai cũng rất là lo. Rồi cô Hai cũng cầu xin các đồng Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước á, để giúp đỡ cho cô Hai có cái khoản để cô Hai chi phí, cô Hai điều trị. Dạ. Một lần nữa thì cô Hai tha thiết ra cầu mong dạ. các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước á, cho cô Hai có cái khoản để cô Hai điều trị cái chân dạ. nó khỏi bị cưa dạ. cô Hai sợ lắm, vô bệnh viện là cô Hai sợ đủ thứ hết, lớp tiền viện phí rồi lớp không có tiền rồi, cô Hai lớn tuổi dạ. cô Hai cũng rất mong là điều trị xong cô Hai về sinh vô mấy thắm dạ. cô Hai cũng không có gia đình, hoàn cảnh rất là nghèo khổ, không chồng con, không người thân, không nơi nương tựa nữa dạ. qua đây thì cô Hai cũng nhờ cái phúc là giúp đỡ đưa tới đưa lui vô bệnh viện mỗi tháng dạ. Dạ. Rồi được rồi cô Hai ha, con đăng con đăng tải cái video này, con cũng hy vọng là cô Hai được có duyên với đến Mạnh Thường Quân như cô Hai. Thì con cũng thưa cô Hai là vậy. Cách đây cũng khoảng 2 tháng con hỗ trợ hoàn cảnh của chú Hậu cũng tương tự như hoàn cảnh chú Ha của cô Hai. Nhưng mà cô Hai đỡ hơn chú Hậu cái là cái tay của cô Hai vẫn còn hoạt động được, chú Hậu thì nằm bất động một chỗ. Thì mới sáng hôm nay con lại nhận thêm một cái thông tin nữa, nhưng mà con không ở lại được, con cũng đến cái xóm trọ đó rồi. Con đi lúc 6 giờ sáng để con tranh thủ quay về đưa cô Hai đi bệnh viện. Một cái hoàn cảnh cái bà cô đó là hiện nay con mới tìm hiểu qua xóm trọ thôi. Thì ở một mình cũng không còn khả năng đi lao động. Cái tiền nhà trọ thì cũng được là mấy phòng kế bên hỗ trợ cho đóng. Con cũng đang tìm hiểu thêm hoàn cảnh đó. Có lẽ là để khi nào mà cô Hai mà được có người chăm á, có người chăm cô Hai á, thì con có thời gian rảnh con sẽ đi thăm thêm một cái hoàn cảnh tiếp theo cũng tương tự như hoàn cảnh của cô Hai. Thì lúc đó con sẽ gỡ cái video tiếp theo đến quý khán giả xem kênh. Thì con cũng nói chung là ví dụ của cô Hai về cái tình cảm, cái tình nghĩa thì mình còn chia sẻ cho nhau được. Còn về cái bệnh tình của mình đó cô, thì không thể nào mà mình chia sẻ cho ai được cả. Nên con chỉ biết là cầu chúc cho cô Hai mọi cái điều tốt và mọi cái an lành đến với cô Hai để cho mau được hồi phục sức khỏe ha cô Hai ha. Cô Hai cũng cố gắng gì nè cô, cái việc ăn uống tại trong cái thời gian điều trị có nhiều cô chú khán giả gọi cho con nói là thôi vì bây giờ cô Hai không có gia đình, thì cũng động viên cho cô Hai lạc quan, cố gắng ăn uống, thì ăn uống để cho mình có sức khỏe đó. Chứ con thấy cô Hai một ngày ăn cơm quá ít, đó là con nói luôn là cô Hai ăn quá ít. Tại vì á là một phần cơm mà cô Hai ăn từ sáng đến chiều cô chú, tại vì mỗi buổi ăn của cô Hai thì cô Hai ăn khoảng chừng không tới một chén cơm nữa, có khi nửa chén. Mà thịt cá thì cô lại bây giờ cô ăn không được, cô ăn rau này kia. Thì trong cái quá trình mà cô Hai ăn như vậy đó cô Hai, nó không có đủ chắc. Thì cái bệnh của cô Hai con sợ là nó không đủ sức khỏe đó, thì sẽ điều trị nó kéo dài. Nên cô Hai chịu khó đi. Bây giờ bệnh mình cũng bệnh rồi cô Hai lạc quan lên. Cô Hai nghĩ một điều gì nè, khi đến bệnh viện sẽ có bác sĩ, có y bác sĩ. Thì đó là một cái chuyên khoa của ngành y. Thì đất nước của mình không phải riêng đất nước của mình, và tất cả đất nước bạn đều có bác sĩ tăng tiến và rất giỏi. Nên là cô Hai cũng an tâm một cái phần đi. Cô Hai lạc quan nha. Cô Hai lạc quan thì cái căn bệnh của mình biết đâu nó sẽ mau hồi phục hơn. Chứ mấy ngày hôm nay con thấy là cô Hai suy sụp sức khỏe nè. Thì con cũng biết cô Hai là để coi lúc đó xuống Long An là một tuần sau đi viện. Là đến giờ cũng khoảng 10 ngày, cũng như là nửa tháng hả cô Hai? Cũng là nửa tháng rồi đó. Là con thấy sức khỏe cô Hai là mấy ngày hôm nay là con thấy là ăn ít lại nữa. Cô Hai ăn ít là sức khỏe, con thấy là cô Hai cũng hơi mệt nhiều hơn. Nên là cô Hai cứ cố gắng ăn đi cô Hai. Đừng có ngại bất cứ gì cả, con nói cô Hai rồi, giờ nào cô Hai gọi cho con cũng được. Ví dụ ở ngoài nhà lưu trú
mà bất cứ lúc nào cô hai gọi con cũng được. Còn không thì cô hai lấy cái ghế, cô hai đập vô cái cửa cái phòng kế bên đó là có người. Cái phòng kế bên, cái phòng cuối á cô hai, thì lúc đó sẽ có người gọi cho con. Cô hai nha, đừng có ngại gì hết, mấy giờ đêm, 1-2 giờ sáng, bất cứ lúc nào gọi cũng được. Không phải là riêng cô hai mà nói chung là tối ai gọi điện thoại con cũng nghe hết á. Nhưng mà những cái nào quan trọng hãy gọi cô chú, như là bệnh hoạn này kia. Có nhiều cô chú á cô hai, 1-2 giờ đêm gọi cho con biết làm chi không? À, gọi cái hỏi mấy chuyện vui vui rồi chơi vậy đó. Con nói thôi đi sáng gọi lại giùm con, tại đi khuya 1-2 giờ đêm cái giờ đó con đang làm thiết kế á cô hai. Dạ cô hai gửi lời cảm ơn mạnh thường quân trong và ngoài nước á, quan tâm tới cô hai, và cô hai rất là cảm ơn. Rồi thôi bây giờ cũng là chắc giờ này được 8 giờ chứ cô, 8 giờ chứ. Đó, bây giờ thì mình cũng chuẩn bị đi, để chuẩn bị đưa đẩy cô hai đi vào trong để khám và nhận cái kết quả tiếp theo cô chú anh chị. Và một lần nữa em Phúc nhà lưu trú Thủ Đức xin kết thúc video clip, xin hẹn quý cô chú anh chị, quý khán giả xem kênh video clip tiếp theo ạ. Dạ em xin chào ạ. Con thấy cô hai có dấu hiệu ho nữa, giống như không lại bị phổi á.